con đang làm việc đó hả Mai? Con thỏ nó đã dậy chưa vậy hả? Dạ, thỏ vẫn còn ngủ cô ạ. Mà sao cô về sớm vậy? Con nghe cô nói cô đi công tác tận cuối tuần mà. Thật ra thì đáng lẽ là cuối tuần, nhưng mà cô tranh thủ sắp xếp hết việc xong sớm rồi cô về luôn, chứ cũng nhớ con thỏ quá trời đi. Dạ, chị thỏ đang ngủ ở trong phòng đó cô. Hay là con gọi chị thỏ dậy nha. Thôi, để đó, để cô gọi con bé nó dậy. Con cứ làm việc của mình đi, có mệt quá thì nghỉ ngơi đi nha, con đừng có làm ráng sức. Dạ, con biết rồi ạ. Trời ơi, giờ nay mới nó con ngủ hết kia. Bây giờ, 9 giờ sáng rồi còn gì. Thỏ ơi, thỏ, con mau dậy đi nè. Thỏ ơi. Ê, con dậy đi nha, mẹ nói rồi đó. Con mà không dậy là biết tay mẹ, mẹ ra ngoài phòng khách đợi con đó. Ôi, mới có giờ này à, mà đã kêu in sùm hết. Chẳng phải nó đi công tác cuối tuần mới về sao? Cô ơi, chị thỏ dậy chưa cô? À, cô kêu nó rồi, không biết nó có dậy không nữa. Cô có ăn uống gì không? Để con làm cho cô. Thôi, không cần đâu, con cứ làm việc của con đi. Mẹ, cái gì mà mới sáng sớm ra mà mẹ đã la lói sùm rồi, làm mất cái giấc ngủ của con, mẹ có biết không hả? Con còn trả lời với mẹ như vậy nữa hả? Con có biết bây giờ là đã 9 giờ rồi không? Con gái gì, phải tập dậy sớm đi chứ. Rồi mai mốt hả? Còn làm việc nhà này nọ, phụ giúp mẹ cơ chứ. Nhà mình chẳng phải có con Mai nó làm giúp việc rồi sao? Cần gì con phải dậy sớm nữa cơ chứ. Trời ơi, nhưng mà con á là con gái lớn rồi, mà hôm nay á mẹ lâu lâu mẹ mới rảnh về chơi với con, con không vui sao? Vui cái gì, mẹ về mẹ la lối làm mất giấc ngủ của con, mà còn vui cái gì nổi nữa hả mẹ? Trời đất, bộ con không yêu thương mẹ hay sao mà trả lời mẹ vậy? Ơi, yêu thương làm gì? Ơi, thương chính mình cho chắc mẹ à. Trời, cái con nhỏ này, con nói như vậy là không được nha chưa? Thì con nói đúng mà. Con đó, riết rồi hư quá đi. Con gái lớn á, nghỉ hè không đi học thì phụ việc nhà giúp mẹ, cũng phải tập tành đi chứ. Ăn rồi ngủ tới trời trưa mới dậy. Con á, con nhìn con bé Mai đi, nó phải dậy từ rất sớm, làm đủ mọi thứ trong nhà hết. Con thấy bé Mai nó có giỏi không hả? Ai như con, suốt ngày đi chơi, ăn rồi ngủ. Mẹ nữa, lại lôi con so sánh với con nhỏ người ở đó làm gì? Ủa, nó là người ở thì tất nhiên phải dậy sớm đi làm việc rồi. Còn con á, là tiểu thư, là công chúa của mẹ, thì tại sao phải rớt có việc mấy việc đó? Con chỉ có việc ăn rồi ngủ thôi. Con nói vậy là không có được nha chưa? Con nói đúng mà, nó là nhà nghèo á thì phải làm việc. Mày còn đứng đó nhìn làm gì? Mày á hả, không mau đi xuống bếp nấu cái gì ngon ngon cho tao ăn đi. Được rồi chị thỏ, em sẽ đi ngay. Cái con nhỏ này, dù gì á thì hả Mai cũng giúp việc cho nhà mình, con ăn nói cho đàng hoàng. Còn lớn hơn nó thì con muốn ăn thì con kêu nó nấu cho con ăn chứ có gì đâu. Không sao đâu cô, đây là trách nhiệm của con mà, để con đi nấu. Đó, mẹ thấy chưa? Ha, con á, bây giờ con mà không tập dậy sớm á thì mẹ sẽ không tặng quà cho con đâu. Ơ, quà gì? Thôi, con biết á, mẹ chả có quà gì đâu. Có chứ. Ta-da, con xem đây, chiếc váy này có xinh không? Ơ, chiếc váy ở đâu mà đẹp quá vậy mẹ? Đẹp quá à. Vậy con có muốn chiếc váy này không? Tất nhiên là muốn rồi. Vậy con phải hứa với mẹ, từ nay không được xúc phạm đến con bé Mai, rồi hả phải tập dậy sớm, biết chưa? Dạ dạ, con hứa rồi, chỉ cần chiếc váy này là của con. Nè, đó cầm lấy đi cô nương. Váy đẹp quá. Mày đứng có làm gì hả cái con hầu kia? Mày không mau đi nấu cơm cho tao đi. Bây giờ nói chiếc váy của tao làm gì? Cả đời mày cũng chả có váy đẹp đâu. Cái gì vậy hả? Con hư quá nha. Con có biết con mới hứa với mẹ cái gì không hả? À, con xin lỗi mẹ, nhưng mà bây giờ váy đã vô tay con rồi, cho nên là con đã quên hết những gì con hứa rồi. Mà thôi, bây giờ con đi chơi đây. Còn mày nấu ăn đi nha. Tao về á, tao đó sẽ có cái đồ ăn ngon cho tao à. Không có ăn uống gì hết. Bé Mai, con á, không cần phải nấu. Xíu nữa, cô dắt con đi ăn nhà hàng. Còn con, mẹ phạt con là phải ở trong phòng, không được đi đâu hết. Đồ ăn thì mẹ sẽ mua về. Cô, như vậy có được không? Cô nói là được hết. Mẹ, tại sao mẹ lại bênh vực cái con hầu đó hả mẹ? Tức ơi là tức mẹ. Không được rồi, tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà. Con hầu đáng ghét. Để xem, hôm nay mình sẽ làm miếng bón bánh ngọt cho cô chủ ăn mới được. Cũng lâu rồi cô chủ mới về nhà. Hôm nay á, mình sẽ trổ tài làm bánh. Cuối cùng cũng xong rồi. À, hình như á, là thiếu một chút đường. Để mình đi ra tiệm mua đường bỏ vô, mình trộn thêm với bột, rồi sau đó mình sẽ đem lên nướng.
Bà giặt làm bánh hả mày? Bây giờ tao sẽ cho thêm thiệt là nhiều muối vô để cho cuộc đời của mày thật là mặn mà. Mày đặt tính lấy lòng mẹ tao hả? Còn lâu ha. Để xem lần này á, mày cho mẹ tao ăn món bánh gì đây. Chắc chắn cái bánh này sẽ rất ngon. Bây giờ mình bỏ vô và mình đem nướng thôi. Dạ, bánh ngon vậy, con mua đó hả mày? Dạ, không, đây là bánh con làm. Cô thử xem tay nghề của con có ngon không. Con biết lâu lắm rồi cô không được ăn bánh ngọt. Đúng rồi, cô cũng lâu rồi không ăn bánh ngọt của con làm. Chắc dạo này tay nghề con ngon lên lắm nha, để cô ăn thử. À, nghe mùi trông nó thơm lắm, chắc chắn là rất ngon đây. Dạ, cô cứ thử đi ạ. Để xem nè, một loại bánh mà không ai có thể ăn được. Thật là gớm ghiếc. Thỏ, con ăn không? Ngồi lẩm bẩm cái gì vậy? Thôi 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 thôi, con không ăn một loại bánh dở ồm như vậy đâu. Mẹ cứ ăn đi. Nhâm nhâm, công nhận là ngon thiệt nha. Trời ơi, sao mà con khéo quá, tay nghề của con lên rồi đó mày. Dạ, con cảm ơn cô. Ơ, sao mà thế được hả mẹ? Cái bánh nó mặn chát như vậy mà mẹ lại bảo là ngon. Ngon ở chỗ nào cơ chứ? Ơ, sao con lại biết là cái bánh này nó có vị mặn chát vậy hả? Ơ, thì... Ủa, cô ơi, con làm bánh ngọt mà, không hề có vị mặn nha cô. Hà. Nhưng mà cô ăn cái bánh này, cô nghe có vị mặn. Con không tin thì cứ ăn thử đi. Dạ, đúng rồi, nó có vị mặn. Kỳ với ta, không những là mặn vừa vừa mà nó còn rất là mặn. Cô ơi, thôi để con làm lại, chắc là con lỡ tay. Con tưởng đường là muối. À, muối là đường. Khỏi khỏi đi con, cô biết mà. Không phải là con bỏ lộn đâu, mà chính là cái con bé thỏ này nè. Ơ mẹ, con á, con chưa ăn mà con biết đây là cái bánh mặn chát hả? Con á, dở trò. Con riết rồi hư lắm rồi. Thôi con đi ra khỏi nhà đi. Mẹ không muốn có một đứa con gái hư đốn như con. À, sao mẹ lại đuổi con? Mẹ lại bên cái con nhỏ người hầu kia. Mẹ không có bên, nhưng mà cái nào đúng thì thôi. Con nhìn đi, dù là Mai có hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà Mai rất là siêng năng, chăm chỉ, lại giỏi nữa, biết làm bánh. Còn con á, rất là hư đốn. Con á, thiệt tình luôn mà. Dạ mẹ, con xin lỗi mẹ. Đáng lẽ ra con phải yêu thương Mai, vì Mai có hoàn cảnh khó khăn, con nên giúp đỡ Mai nhiều hơn. Chứ sao con lại hại Mai như thế? Dạ con biết lỗi rồi, mẹ tha lỗi cho con đi. Con hứa lần sau con sẽ không như vậy nữa. Tôi xin lỗi nha. Tôi sẽ không như vậy nữa đâu. Thôi không có gì đâu. Chị Thỏ biết sai là được rồi. Thôi để con xuống con làm lại bánh khác cho chị Thỏ với cô ăn nha. Thôi khỏi đi con, mất công con quá. Dạ không có gì đâu mà, bánh này làm cũng nhanh, một tí xíu thôi là có bánh ăn liền. Mẹ ơi, con biết sai rồi, từ nay con sẽ không như vậy nữa. Ừ, con biết sai như vậy là đúng rồi. Thôi, mẹ bỏ qua cho con lần này, lần sau mà con còn như vậy nữa thì đừng có trách mẹ nha không? Dạ. Ta-da, và thế là câu chuyện của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và hẹn gặp lại các em ở câu chuyện sau. Bye bye.